위험해. Tìm tọa độ giao điểm của mặt phẳng B và đường thẳng D. Phương trình thẳng D x cộng 1 chia 1 bằng y trừ 2 chia trừ 2 bằng z chia 1. Và mặt phẳng B có phương trình 2x cộng y trừ z trừ 2 bằng 0. Câu B, phương trình thẳng B là 3x cộng 5y trừ 2z cộng 11 bằng 0. Giải. Câu A. Gọi M là giao điểm của D và B, suy ra M có tọa độ là trừ 1 cộng T, 2 trừ 2T, T, tức là tọa độ M thỏa phương trình đường thẳng D. Vì M thuộc B cho nên ta thấy tọa độ M vào B thì nó sẽ bằng 0. Thấy vào ta được 2 nhân cho trừ 1 cộng T, cộng cho 2 trừ 2T, trừ T, trừ 2 bằng 0. Suy ra được T bằng trừ 2, vậy ta có điểm M tọa độ là trừ 3, 6, trừ 2. Câu B, tìm tọa độ giao điểm của mặt phẳng B và đường thẳng D có phương trình x cộng 1 chia 1 bằng y trừ 2 chia trừ 2 bằng z chia 1. Mặt phẳng B có phương trình là 3x cộng 5y trừ 2z cộng 11 bằng 0. Giải. Rồi M là giao điểm của D và B, suy ra M có tọa độ là trừ 1 cộng T, 2 trừ 2T, T, do M thuộc B, M thuộc D, tọa độ M nó sẽ thỏa phương trình D. Mặt khác là M thuộc B cho nên ta thấy M vào B nó sẽ bằng 0. 3 nhân trừ 1 cộng T cộng 5 nhân 2 trừ 2T trừ 2T cộng 11 bằng 0. Suy ra được 9 trừ 9T cộng 18 bằng 0, tức là T nó sẽ bằng 2. Vậy M có tọa độ là 1 trừ 2, 2. Ví dụ 2, cho đường thẳng delta có phương trình x bằng 1 cộng t, y bằng 2 trừ t, z bằng trừ 3 cộng 2t. Và điểm A, tìm điểm M trên đường thẳng delta sao cho đoạn thẳng MA bằng căn 19 với điểm A tọa độ là 1 trừ 22. Câu B, tìm điểm M trên delta sao cho đoạn thẳng MA bằng căn 6 với A tọa độ là 2, 1 trừ 1. Giải. Ta gọi M là điểm trên delta thì M sẽ có tọa độ là 1 cộng T, 2 trừ T và trừ 3 cộng 2T. Vector AM, vector AM lấy tọa độ M trừ A thì ta sẽ được là T, 4 trừ T, trừ 5 cộng 2T. Và đoạn thẳng AM thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của T bình cộng 4 trừ T tất cả bình cộng trừ 5 cộng 2T tất cả bình. Theo đề bài thì đoạn AM bằng căn 19, ta cho nó bằng căn 19. Và sau đó ta bình phương lên hai vế, sắp xếp lại ta được phương trình 6T bình trừ 28T cộng 41 nó sẽ bằng 19. Bình phương hai vế ta được này. Bấm máy phương trình này ta được T bằng 1 hoặc T bằng 11 phần 3. Vậy tìm được hai điểm M. M có tọa độ là 2, 1 trừ 1. Và là M có tọa độ là 14 phần 3 trừ 5 phần 3 với lại là 13 phần 3. Câu B là tìm điểm M trên đường thẳng delta sao cho đoạn thẳng MA bằng căn 6 với A tọa độ là 2, 1, trừ 1 và đường thẳng delta là x bằng 1 cộng T, y bằng 2, trừ T, z bằng trừ 3 cộng 2T. Giải, ta gọi M là điểm trên delta thì lúc này M nó sẽ có tọa độ là 1 cộng T, 2, trừ T và trừ 3 cộng 2T. Suy ra vector MA lấy tọa độ M trừ A thì nó được là trừ 1 cộng T, 1 trừ T và trừ 2 cộng 2T. Ta tính đoạn thẳng MA bằng cách là lấy căn bậc 2 của trừ 1 cộng T tất cả bình cộng cho 1 trừ T tất cả bình cộng trừ 2 trừ 2 cộng 2T tất cả bình. Thì theo đề bài thì đoạn MA nó bằng là căn 6, ta cho nó bằng căn 6 và ta bình phương hai vế thì sắp xếp lại được là 6T bình trừ 12T cộng 6 bằng 6. Thì ta bấm máy phương trình bậc 2 này, ta có T bằng 0 bằng T bằng 2. Vậy tìm được hai điểm M
đó là m có tọa độ là 1, 2, 3, hoặc là m tọa độ là 3, 0, 1. Lưu ý, tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng B thì mặt phẳng B có công trình là S cộng B cộng CZ cộng D bằng 0. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng B, ta thấy tọa độ điểm M và B lấy tuyệt đối, thấy vào thì được là S0 cộng B0 cộng CZ0 cộng D, và chia cho căn mặt 2 của vector pháp tuyến mặt phẳng B. Vector pháp tuyến mặt phẳng B này là độ dài của vector pháp tuyến mặt phẳng B, nên là nó là căn mặt 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. Tức là khoảng cách từ điểm M đến phẳng B, ta thấy tọa độ điểm M và B lấy tuyệt đối và chia cho độ dài vector pháp tuyến của mặt phẳng B. Độ dài vector pháp tuyến phẳng B là căn mặt 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. Thứ hai là phương trình mặt cầu. Phương trình mặt cầu S tâm Y tọa độ ABC và bán kính R có dạng x trừ A tất cả bình cộng Y trừ B tất cả bình cộng Z trừ C tất cả bình bằng R bình. Hoặc là S nó có dạng là X bình cộng Y bình cộng Z bình trừ 2X trừ 2B trừ 2ZZ cộng D bằng 0. Thì khi mà cậu S có dạng là X bình cộng Y bình cộng Z bình trừ 2X trừ 2B trừ 2ZZ cộng D bằng 0, lúc này tâm của nó, tâm Y có tọa độ là ABC và bán kính R nó là tọa độ của ABC hình phương cộng lại trừ cho số tự do D lấy căn. R nó sẽ bằng A bình cộng Y bình cộng C bình trừ D và lấy căn bậc 2. Ví dụ 1, tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng B. Câu A, M có tọa độ là 2, 3, 5 và phẳng B có phương trình X trừ Y cộng 2Z trừ 7 bằng 0. Câu B, điểm M tọa độ là 1, 4, 7 và phẳng B có phương trình nó là X cộng 2Y trừ 2Z trừ 9 bằng 0. Vậy ta có khoảng cách từ điểm M đến phẳng B thì công thức của nó thấy điểm M vào B và chia cho độ dài vector pháp tuyến, độ dài vector pháp tuyến của phẳng B. Thấy M vào B thì ta được là tuyệt đối của 2 trừ 3 cộng 2 nhân trừ 5 trừ 7 lấy tuyệt đối này. Chia căn mặt 2 của 1 bình cộng trừ 1 bình cộng 2 bình. Vậy khoảng cách từ điểm M đến phẳng B nó sẽ là 3 căn 6. Câu B, tính khoảng cách từ điểm M đến phẳng B. Điểm M tọa độ là 1, 4, 7 và phẳng B có phương trình x cộng 2y trừ 2z trừ 9 bằng 0. Vậy khoảng cách từ điểm M đến phẳng B, ta thấy tọa độ điểm M và B lấy tuyệt đối và chia cho độ dài vector pháp tuyến của phẳng B. Độ dài vector pháp tuyến của phẳng B nó là căn bậc 2 của 1 bình cộng 2 bình cộng trừ 2 bình. Ta thấy điểm M và B thì ta được là 1 cộng 2 nhân trừ 4 trừ 2 nhân 7 trừ 9 lấy tuyệt đối. Vậy khoảng cách nó là 10. Ví dụ 2, viết phương trình mặt cầu S tâm Y và có bán kính R. Câu A là mặt cầu S có tâm Y tọa độ là 1, 3, 2 và bán kính R là 5. Câu B, mặt cầu S có tọa độ là tâm Y là 2, 5, 1 và bán kính R là 1, 6. Vậy đây là phương trình mặt cầu S tâm Y tọa độ là 1, 3, 2 và có bán kính R là 5. Thì lúc này mặt cầu S nó sẽ có phương trình nó là x trừ 1 tất cả bình cộng y trừ y trừ 3 tất cả y cộng 3 tất cả bình cộng z trừ 2 tất cả bình bằng r bình, tức là 5 bình. Câu B là mặt cầu S có tâm y tọa độ là 2, 5, 1 và bán kính r 6 thì nó sẽ có phương trình x trừ 2 tất cả bình cộng y trừ 5 tất cả bình cộng z trừ y trừ 1 tức là z cộng 1 tất cả bình bằng r bình, tức là 6 bình. Ví dụ 3, viết phương trình mặt cầu S đường kính AB. Câu A, điểm A tọa độ là 0, 3, 4. Điểm B tọa độ là 2, 1, 2. Câu B, điểm A 1 có tọa độ là 1, 5, 6 và điểm B tọa độ là 3, 1, 2. Vậy
Thì phương trình mặt cầu đường kính AB nó sẽ có tâm Y là trung điểm AB và bán kính là AB chia đôi. Rồi Y là trung điểm của AB thì Y sẽ có tọa độ là lấy điểm A cộng B chia đôi. 2 cộng 0 là 2, chia đôi là 1. Trừ 1 cộng trừ 3 là trừ 4, chia đôi là âm 2. 2 cộng 4 là 6, chia đôi là 3. Vết tử A lấy tọa độ A trừ Y, nó là được là trừ 1, trừ 1, 1. Và R nó chính là đoạn thẳng IA, hoặc là bằng AB chia đôi cũng được. R bằng IA thì nó là căn bậc 2 của trừ 1 bình cộng trừ 1 bình cộng 1 bình, nó là căn 3. Vậy phương trình mặt cầu S có tâm Y tọa độ là 1 trừ 2, 3 và bán kính R bằng căn 3 thì nó sẽ có phương trình X trừ 1 tất cả bình cộng Y trừ trừ 2 tất cả Y cộng 2 tất cả bình cộng Z trừ 3 tất cả bình bằng R bình là bằng căn 3 bình là 3. Câu B là viết phương trình mặt cầu đường kính AB với điểm A tọa độ là 1, 5, trừ 6 và điểm B tọa độ là trừ 3, 1, trừ 2. Mặt cầu đường kính AB thì tâm của nó có tọa độ là trung điểm của AB và bán kính R bằng IA hoặc IB hoặc AB chia đôi. Rồi Y là trung điểm của AB, ta có Y có tọa độ là lấy B A cộng B chia đôi, 1 cộng trừ 3 là trừ 4 chia đôi là 1 cộng trừ 3 là trừ 2 chia đôi là trừ 1, 5 cộng 1 là 6 chia đôi là 3, trừ 6 cộng trừ 2 là trừ 8 chia đôi là trừ 4. Và vector IA lấy tọa độ A trừ Y là được là 2, 2 trừ 2 siêu được R nó bằng IA và bằng căn bậc 2 của 2 bình cộng 2 bình cộng trừ 2 bình, nó là 2 căn 3. Vậy phương trình mặt cầu S có tâm Y tọa độ là trừ 1, 3, trừ 4 và có bán kính R là 2 căn 3 thì nó sẽ có dạng X trừ cho trừ 1 tức X cộng 1 tất cả bình bằng Y X trừ trừ 1 tức là X cộng 1 tất cả bình cộng Y trừ 3 tất cả bình cộng Z trừ trừ 4 tức Z cộng 4 tất cả bình bằng 2 căn 3 tất cả bình tức là bằng 12. Ví dụ 4, viết phương trình mặt cầu S tâm Y và tiếp xúc với mặt phẳng B, câu A. Y có tọa độ là 1 trừ 2, 3 và mặt phẳng B có phương trình là X cộng 2Y trừ 2Z trừ 9 bằng 0. Câu B, tâm Y có tọa độ là 2, 1 trừ 5 và mặt phẳng B có phương trình là X trừ 2Y cộng 3Z trừ 3 bằng 0. Giải. Ta có khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng B thì ta thế tọa độ Y vào B lấy chuyển đổi và chia cho độ dài vector pháp tuyến phẳng B. Độ dài vector pháp tuyến của phẳng B nó là căn bậc 2 của 1 bình cộng 2 bình cộng trừ 2 bình. Thì ta tính được khoảng cách từ Y đến phẳng B, ta thấy Y vào B thì nó là 1 cộng 2 nhân trừ 2, trừ 2 nhân 3, trừ 9 lấy chữ đó. Cái khoảng cách này ta tính được là 6, tức là khoảng cách từ Y đến B cũng chính là bán kính của mặt cầu. Vậy phương trình mặt cầu lúc này có tâm Y tọa độ là 1 trừ 2, 3 và có bán kính R chính là khoảng cách từ Y đến B là bằng 6. Thì nó có phương trình đó là x trừ 1 tất cả bình cộng y trừ trừ 2 tức y cộng 2 tất cả bình cộng z trừ 3 tất cả bình bằng r bình tức là bằng 6 bình là 36. Câu B là viết phương trình mặt cầu tâm Y tọa độ là 2, 1 trừ 5 và tiếp xúc với mặt phẳng B. Mặt phẳng B có phương trình là x trừ 2y cộng 3z trừ 3 bằng 0. Ta có khoảng cách từ Y đến phẳng B là thế tọa độ Y vào B lấy chuyển đổi và chia cho độ dài vector pháp tuyến của một phẳng B. Độ dài vector pháp tuyến phẳng B nó là căn bậc 2 của một bình cộng trừ 2 bình cộng 3 bình. Ta thấy Y vào B nó sẽ là 2 trừ cho 2 nhân 1 cộng 3 nhân trừ 5 trừ 3 lấy chuyển đổi. Và chia cho căn bậc 2 của một bình cộng 2 bình cộng 3 bình. Vậy cái khoảng cách từ Y đến B nó là 2 căn 14. Khi đó phương trình mặt cầu S tâm Y tọa độ là 2, 1 trừ 5 và có bán kính R chính là khoảng cách từ Y đến một phẳng B, đó là 2 căn 14. Vậy phương trình mặt cầu S nó là x trừ 2 tất cả bình cộng y trừ cho trừ 1 tức cộng y trừ 1 tất cả bình cộng z trừ cho trừ 5 tức là z cộng 5 tất cả bình bằng 2 căn 14 bình thì nó là 56.